Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và ngay bây giờ mời các bạn cùng với mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Cô dâu thu sao chơi lớn chi hẳn 50 triệu để tân trang nhan sắc. Mới đây hình ảnh cô dâu thu sao gương mặt sưng phù băng bó sau khi nâng mũi, rửa lông mày được cộng đồng mạng chia sẻ. Nhắc đến cô dâu thu sao và chồng trẻ Triệu Hoa Cương 27 tuổi, chắc hẳn mọi người chưa thể nào quên. Cặp đôi đã vượt qua chênh lệch tuổi tác về chung một nhà vào năm 2018. Sau đám cưới họ thường xuyên đăng tải cuộc sống vợ chồng lên trang cá nhân, nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Dù vậy, cô dâu cao bằng và chồng trẻ khẳng định sống hạnh phúc để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Mới đây, trên trang mạng xã hội, bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh vợ chồng cô dâu Thu Sao Hoa Cương ở Cao Bằng và cô dâu Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi ở Đồng Nai, cùng chồng là chàng trai ngoại quốc kém 41 tuổi, cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng gây xôn xao. Trong clip, hai cô dâu ăn vậy xinh đẹp, cười dạng người, ngồi sát cạnh chồng trẻ. Cả bốn người cùng nhau đưa tay hồi lớn mãi mãi bên nhau bạn nhé. Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ sau đó hai ngày, chị Thu Sao khiến nhiều người kinh ngạc khi quyết định tân trang nhan sắc ở tuổi 63. Theo những chia sẻ trong đoạn clip ngắn trước khi bước vào phòng phẫu thuật, lần này chị Thu Sao thực hiện dịch vụ nâng mũi cấu trúc tự thân và sửa đổi lông mày sau nhiều lần xóa xăm. Và như những lần trước, đồng hành bên cạnh chị Thu Sao là chồng trẻ Hoa Cương, luôn chăm sóc và động viên vợ. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ, dù may và mũi phải băng bó, gương mặt có chút sưng nhưng Thu Sao khá vui vẻ, sức khỏe ổn định, không ngần ngại livestream nói chuyện cùng mọi người. Theo chia sẻ cho đoạn clip thì chi phí dịch vụ nâng mũi của Thu Sao hết khoảng 50 triệu đồng. Đồng thời, người phụ nữ cho biết rằng sau khi lành vết thương, chị tiếp tục thực hiện thủ thuật kéo căng da mặt để bản thân được trẻ trung hơn. Trước đó không ít lần chị Thu Sao cùng người chồng trẻ không ngần ngại đầu tư tiền đi làm đẹp. Cô dâu 62 tuổi từng chi 100 triệu đồng làm răng sứ, cấy mỡ mặt căng da. Bên cạnh đó, anh Hoa Cương, người chồng trẻ cũng được tân trang nhan sắc như làm lông mày, xăm môi hay làm mũi. Hơn một năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Đũa Lệch, Hoa Cương, Thu Sao nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dù không ít lời đàm tiếu nhưng cuộc sống hai vợ chồng vẫn khá hạnh phúc. Bên cạnh đó, người chồng trẻ luôn ủng hộ vợ đi làm đẹp. Thế nhưng nhiều người bày tỏ lo lắng sức khỏe chị Thu Sao khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi ngoài 60. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!